Đó, cái phường đẹp luôn đó nha. Ngay cầu Tân Sinh. Cái quán nước đẹp không? Phường đẹp. Ngay cầu Tân Sinh nha các bạn. Cầu Tân Sinh. Phường đẹp ha. Đó. Hôm nay cầu Tân Sinh nha. Tao bán đồ nhựa nhờ nhôm gia dụng nha. Giờ xong chưa mà mày đứng đó? Dán xong chưa? Chưa dán hả? Giờ không ra có đi vú rồi phải không? Trời ơi, bất tiện quá chú ơi, rảnh rảnh mới đi chứ đâu có đi thường. Mình ở đây trên đây cũng quán cà phê nhóc hết trơn, nhưng mà bữa nào có đi xuống dưới nhận đồ hay mua đồ thì đúng rồi. Trời, hôm nay có mối chưa hay là cũng còn cũng còn ở như vậy? 22. Chúc mừng. Để quay trực tiếp rồi dạ. Không. Đó. Phượng này đẹp. Phượng này đẹp lắm nha các bạn. Đó quán cà phê nhà vườn nha các bạn. Quán cà phê nhà quê nha các bạn. Quán cà phê nhà quê 6.000 ly. Ơi. 6.000 ly. Đó. Thôi nha các bạn, rồi xin kết thúc nha, mình quay cái phượng này đẹp.